Xin chào mừng quý vị đã đến với buổi trao đổi trong bản tin sáng ngày hôm nay. Và trong buổi trao đổi này thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với ông Ngô Phụng Hiệp, giám đốc khối nguồn vốn và đầu tư công ty chứng khoán ACB. Xin chào ông. Thưa ông, sau phiên chứng khoán lao dốc khá mạnh vào đầu tuần thì thị trường ngày hôm qua có sự giằng co rất là mạnh. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về tâm lý của các nhà đầu tư trong phiên chứng khoán ngày hôm qua? Với diễn biến giằng co của phiên giao dịch ngày hôm qua cộng thêm với lại là thanh khoản có phần là thấp hơn so với lại bình quân của những phiên trước thì tôi tin rằng là có một bộ phận các nhà đầu tư vẫn có tâm lý là đang chờ xu hướng của thị trường. Hiện tại thì xu hướng thị trường có vẻ như là cũng không rõ ràng. Với chỉ số VN Index hiện tại thì đang nằm ở vùng 970 điểm, thì đang nằm trên ở các vẫn nằm trên các cái mốc kỹ thuật hỗ trợ mạnh, tuy nhiên thì cũng bị chặn bởi những cái mốc chặn ở trên là khoảng 1.000 điểm, cho nên hiện tại thì có vẻ như là thị trường của chúng ta đang tạm thời ở cái giai đoạn mà xu thế không rõ ràng và đang tích lũy. Chắc chắn là sau những phiên giảm điểm như vậy thì tâm lý của nhà đầu tư chắc chắn là rất là hoang mang và cái tình trạng bán tháo sẽ xảy ra. Vậy thì tình trạng bán tháo trên thị trường có thể quay trở lại vào những phiên tới không thưa anh? Ở cái vùng giá hiện tại 970 điểm thì tôi tin rằng là chỉ số VN Index cũng tương đối là ở vùng định giá khá là rẻ nếu mà so với lại các thị trường trong khu vực. Cho nên tôi nghĩ rằng là ngoài ra thì ở vùng giá này thì VN Index đang có những cái ngưỡng hỗ trợ khá là tốt. Cho nên tôi tin rằng là khả năng bán tháo xảy ra trong một vài phiên tới là không cao. Thế tuy nhiên, giả sử như trên thế giới có các cái thông tin nào mà ảnh hưởng đến thị trường, các thị trường trên thế giới thì cũng có thể là sẽ ảnh hưởng đến thị trường Việt Nam. Và tôi tin rằng là nếu như có những cái phiên điều chỉnh mạnh thì là cơ hội để các nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư trung và dài hạn, mua vào. Cũng có nhiều ý kiến cho rằng nếu như thị trường của chúng ta trong thời gian tới có hồi phục đi chăng nữa thì cũng chỉ mang tính tạm thời và xu hướng là giằng co vẫn sẽ tiếp diễn. Anh có đồng tình với ý kiến này không? Với diễn biến của các thị trường trên thế giới thì thị trường Mỹ và thị trường Trung Quốc thì cũng đang có sự tích lũy tạm thời. Và VN Index tạm thời đang có cái ngưỡng chặn cũng khá mạnh ở khoảng 1.000 điểm thì tôi tin rằng là cái khả năng mà tăng giá mạnh vượt qua 1.000 điểm trong giai đoạn hiện tại, trong thời gian ngắn hiện tại thì cũng không cao, cho nên là tôi nghĩ rằng là quan điểm là nếu mà có tăng thì cũng không tăng mạnh trong thời gian hiện tại thì tôi cũng chia sẻ quan điểm đó. Xin cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, những thông tin mà anh Ngô Phụng Hiệp vừa cung cấp cũng đã kết thúc bản tin sáng ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.